Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Cầu thủ Thiêm 2 gấp rút hoàn thiện để khánh thành trong dịp lễ 30 tháng 4 tới đây. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau thông tin học sinh ăn thức ăn đã bỏ vào thùng rác. Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp. Chào 17 cấp truyền hình phước hẹn đầy thử thách với thời tiết nắng gió cùng nhiều gió. Cầu Thủ Thiêm 2 nối liền quận 1 và thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để cánh thành trong dịp lễ 30 tháng 4 tới đây. Cầu có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự kết nối kinh tế giao thông giữa khu đô thị Thủ Thiêm và trung tâm thành phố. Cây cầu sắp hoàn thành sau gần 7 năm thi công với quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 1.465m. Cầu có thiết kế dây văn với trụ tháp chính mang kiến trúc cầu rồng cao 113m kiến trúc này đem lại cho cầu tính thẩm mỹ độc đáo và tạo điểm nhấn trên sông Sài Gòn. Giờ đây, người dân thành phố đang chờ đợi đến ngày cầu được thông xe. Rất là mong chờ khi mà có một cây cầu mới được xây lên như vậy, việc đi lại giữa hai quận sẽ trở nên suôn sẻ hơn. Một khi đi vào hoạt động, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ tạo động lực phát triển nhanh cho khu đô thị sáng tạo phía đông khi mà đưa vào khai thác thì cũng là phát huy hiệu quả rất lớn để kết nối từ quận 1 sang thành phố Thủ Đức để kết nối ra đường Mai Chí Thọ, đường đường xa Hà Nội và khu vực phía đông trong những công trình cầu mà bắc qua sông Sài Gòn có tính thẩm mỹ cao. Công trình cũng sẽ góp phần kết nối giao thông liên vùng, thúc đẩy phát triển thành phố Thủ Đức nói riêng cũng như thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc lần thứ 13 đang diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là dịp để sinh viên 24 trường đại học trên cả nước giới thiệu nhiều mô hình kiến trúc độc đáo. Các mô hình thể hiện sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống với đương đại và được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Mô hình mang tên Biểu tượng của đại dương của trường đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá có tính thực tiễn cao vì có thể được áp dụng tại không gian của các thành phố biển. Phú Yên thì là một nơi di sản thiên nhiên rất là giàu có. thì mô hình này thể hiện là biển cả thiên nhiên thì uh, thể hiện được lúc mà mình đứng ở dưới lòng biển thì mình thấy cá bơi. Với chủ đề hành trình di sản Ayaru Phú Yên, festival muốn nhấn mạnh thông điệp di sản kiến trúc và đô thị là di sản văn hóa. thì uh, trong tất cả các cái mô hình ở đây thì đều thể hiện uh, cái giá trị văn hóa lịch sử và có thể nói là di sản kiến trúc là một trong những cái các cái loại hình di sản còn tồn tại nhiều nhất và được thừa nhận nhất hiện nay. Việc gắn kết di sản với phát triển đô thị là cách mà các kiến trúc sư muốn hướng tới nhằm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của các di sản. Tiếp thông tin Phó hiệu trưởng trường chuyên Phan Ngọc Hiển tại Cà Mau bắt học sinh ăn thức ăn sau khi đã bỏ vào thùng rác gây xôn xao dư luận. Ngày 22 tháng 4, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau khẳng định thông tin này là đúng. Hôm qua, cơ quan này đã họp kiểm điểm thầy Lê Trung Đảm. Cụ thể, khi thầy Đảm đi kiểm tra nền nếp học sinh vào ngày 18 tháng 4 thì phát hiện có 6 học sinh lớp 12, 4 nữ và 2 nam mang thức ăn vào lớp để ăn theo quy định của trường học sinh không được ăn trong lớp nên thầy đảm bảo cả sáu em học sinh trên ra ghế đá trước sân trường ngồi ăn sau đó có hai học sinh nam bỏ thức ăn vào thùng rác sau khi kiểm tra các lớp khác thầy quay trở lại thì thấy nam học sinh không còn thức ăn trong tay nên yêu cầu đi lấy lại để ăn đại diện sở giáo dục và đào tạo tỉnh cà mau cũng cho biết thêm khi nắm được thông tin trên sở đã chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra xác minh để làm việc với ban giám hiệu nhà trường từ ngày 16 tháng 3 đến 22 tháng 4 2022, lực lượng kiểm tra bảo vệ rừng đã bắt giữ 31 vụ chăn thả gia súc trái phép và vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Số lượng gia súc chăn thả trái phép đã giảm 50% so với trước đây. Xã Phú Hiệp ghi nhận 20 vụ và xã Phú Đức 11 vụ. Lực lượng làm nhiệm vụ còn giáo dục tại chỗ 5 đối tượng đánh bắt thủy sản trái phép trong vườn quốc gia, Trước đó, lực lượng đã tuyên truyền nhắc nhở 62 hộ có nuôi trâu và yêu cầu 28 hộ nuôi ký cam kết không chăn thả trâu trái phép. Tuy vậy, vẫn còn một số chủ nuôi cố tình vi phạm. Lực lượng đã bắt giữ và chuyển giao 31 vụ với 31 con trâu cho lực lượng kiểm lâm xử lý. Theo đó, mỗi trường hợp đã bị phạt 1 triệu 250 000 đồng nhằm siết chặt an ninh trật tự trên các tuyến đường thành phố Hồ Chí Minh về đêm trong những ngày cao điểm cận lễ 30 tháng 4, tối qua tổ tuần tra hỗn hợp 363 công an thành phố Hồ Chí Minh đã xuất quân tuần tra dọc ngõ trên địa bàn. Đúng 22 giờ tại đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, tổ tuần tra hỗn hợp 363 gồm lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy, cảnh sát giao thông xuất quân tuần tra dọc các tuyến đường quận Tân Bình, Tân Phú. Tổ công tác phát hiện hai thanh niên chở nhau trên xe máy không đội mũ bảo hiểm nên yêu cầu dừng phương tiện trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình. Tiến hành kiểm tra hành chính, nam thanh niên chưa đủ 18 tuổi, không giấy phép lái xe, không đăng ký xe, bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Trên các tuyến đường tại quận Tân Phú, tổ công tác tiếp tục phát hiện hai thanh niên khác đi trên xe máy vào một quán bar không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, hai người đã vi phạm nồng độ cồn, bị lập biên bản xử phạt hàng triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Trong thời gian cao điểm cận lễ 30 tháng 4, tình hình an ninh trật tự tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố về đêm sẽ diễn biến phức tạp. Trong thời gian tới, lực lượng cứu đóng thép 363 sẽ tuần tra túc trực trên các ngõ nhằm trấn áp kịp thời tội phạm đường phố, giữ gìn bình yên cho người dân vui chơi đón lễ an toàn. Trong tuần sau, bằng thủ đoạn thông báo nhận thưởng phải mua hàng, hàng ngàn người bị lừa hàng chục tỷ đồng. Từ một xe ô tô tải chở heo chết, phát hiện đối tượng chuyên mua heo chết về bán lại. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp dưới vỏ bọc giới thiệu các sugar baby cho các đại gia. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu là một nữ sinh viên năm nhất. Hôm qua, Vũ Nguyễn Nhật Vi, 22 tuổi, bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Vi khai nhận đang là sinh viên năm nhất một trường đại học Nữ sinh viên này thường tham gia các hội nhóm kín trên mạng xã hội để tuyển các cô gái có ngoại hình, đồng ý bán dâm với giá cao. Tiếp đó, Vi đăng ảnh các cô gái kèm bản giá theo thời gian phục vụ, với giá lên đến hàng chục triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, khách hàng của Vi là những người có tiền, doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Vi lấy 20% tiền công môi giới. Tối 15 tháng 4, lực lượng công an đồng loạt ập vào một số khách sạn ở quận 1, bắt quả tang ba cặp nam nữ mua bán dâm vi thừa nhận đã môi giới cho họ. Cảnh sát đang mở rộng điều tra những người liên quan. Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành bắt giữ 11 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền chúng lừa hàng ngàn bị hại lên đến gần 30 tỷ đồng. Trước đó, ngày 29 tháng 3, công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo của người dân về việc bị người lạ gọi điện thoại thông báo nhận thưởng và yêu cầu mua các loại hàng hóa để được tích điểm tương đương với số tiền 882.400 đồng. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 19 tháng 4, Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1983, trú thành phố Hồ Chí Minh cùng với 10 đối tượng khác để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận từ năm 2020 đến nay, bằng thủ đoạn lừa đảo trên, Hiếu và đồng bọn đã lường gạt hàng ngàn người trên cả nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hòa Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Hàng ngàn viên ma túy ngựa đã bị Công an Bắc Ninh thu giữ vào chiều qua. Cái buôn ma túy đã phải khuất phục sau một hồi chống trả quyết liệt. Đối tượng liều lĩnh tên Chu Đức Thuận, 30 tuổi, trú thành phố Hà Nội, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, lực lượng công an khám xét ô tô của Thuận và thu giữ hơn 3.000 viên ma túy đá và gần 1 kg ma túy. Khi bị phát hiện, Thuận đã cố thủ và điều khiển xe lao thẳng vào lực lượng công an. Tuy nhiên, ngay sau đó, Y đã bị bắt. Công an đã thu giữ toàn bộ tăng vật. Bước đầu, Thuận khai nhận mang số ma túy trên về Bắc Ninh giao cho đối tượng không quen biết tại phường Thị Cầu. Lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc. Còn tại Đà Nẵng, một đối tượng buôn ma túy cũng đã bị tạm giữ để mở rộng điều tra. Sau thời gian buôn bán chất gây nghiện, người này quyết định chơi lớn với chuyến hàng cả tỷ đồng. Tuy nhiên, y đã bị lực lượng biên phòng hút trọn. Đó là Nguyễn Văn Thanh, 25 tuổi, ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ngoài tăng vật là 100 viên thuốc, lực lượng chức năng còn phát hiện hơn 2 kg ma túy tổng hợp các loại tại phòng trọ của Thanh. Thanh khai nhận liên hệ với một người tên Cường tại Đà Nẵng để lấy chuyến hàng định mệnh với giá 1,2 tỷ đồng. Thanh chỉ trả trước 200 triệu đồng, 1 tỷ còn lại Cường cho nợ cho đến khi Thanh bán hết số ma túy trên sẽ trả tiền gốc và ăn chi lợi nhuận. Hôm qua, một động bay lắc đã bị triệt phá tại xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây là kết quả của sự hợp tác hành động giữa công an xã và công an Mỹ Tho. Tên cầm đầu cùng 8 người có liên quan đã xa lưới lực lượng thực thi pháp luật. Tiến hành kiểm tra vào lúc 0 giờ 30 phút, lực lượng công an thu giữ một địa sứ bên trên có các tinh thể màu trắng. Hai bịch ni lông bên trong có các viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá, cùng với đó là một số dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều dao tự chế, hung khí nguy hiểm. Căn nhà này do Nguyễn Bảo Giang, sinh năm 1986, ngụ thành phố Mỹ Tho, đứng ra thuê. Giang đã cho cải tạo lại căn nhà, lắp đặt hệ thống cách âm, các thiết bị âm thanh, hệ thống ánh sáng nhằm bay, lắc, sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thành phố Mỹ Tho thu giữ tăng vật, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bảo Giang, lập hồ sơ xử lý hành chính. Các đối tượng còn lại cũng đã được mời lên làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Tối qua trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, Tiền Giang đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Nạn nhân điều khiển xe máy bị thương nặng. Theo người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng 21 giờ 10 phút, xe máy mang biển kiểm soát 63B379973 do một cô gái chưa rõ tên tuổi điều khiển đang lưu thông hướng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây khi xe đi qua đoạn địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây thì bất ngờ bị mất kiểm soát nên lao vào lề đường và sụp xuống vết trũng cạnh nắp cống ven quốc lộ 1A. Sau tai nạn, cô gái bất tỉnh nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, trên vỉa hè có vết cày xước kéo dài khoảng 20 mét. Hôm qua, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Trạm Cảnh sát Giao thông Trảng Bàng Tây Ninh đã phát hiện một xe ô tô tải chở theo ba con heo đã chết, trọng lượng khoảng 450 kg. Công an Tây Ninh cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tài xế là Nguyễn Tùng Duy, sinh năm 2002, và phụ xe Phạm Thanh Phong, sinh năm 2001, cùng ngụ Tây Ninh. Tài xế khai nhận, chở thuê cho bà Huỳnh Thị Vân Anh, ngụ phường Phước Bình, với tiền công 300.000 một chuyến. Tiến hành xác minh, công an xác định, số hàng hóa này do Vân Anh móc nối từ một đối tượng của một công ty chăn nuôi heo trên địa bàn. Người này giết mổ tại nhà rồi thuê xe chở xuống huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với giá từ 5 đến 17.000 đồng một ký. Tính đến thời điểm bị bắt quả tang, Vân Anh đã thuê chở heo chết về sẽ thịt bán khoảng 25 tấn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Thế giới có gì là nội dung chính trong phần tiếp theo? Rewind khởi động dự án khôi phục 100.000 hectare đất rừng năm 2030. Perseverance ghi được cảnh nhật thực của một trong hai mặt trăng của sao hỏa. Tổ chức khôi phục tự nhiên toàn cầu Rewire dưới sự tài trợ của nam diễn viên Leonardo DiCaprio đã thông báo kế hoạch bảo vệ và khôi phục 100.000 hectare đất vào năm 2030. Dự án này được công bố như ngày trái đất 22 tháng 4. Các địa điểm nằm trong kế hoạch khôi phục của Triều gồm một hệ thống hồ nước ở Sulawesi, Indonesia, một trung lũng ở Maroc và mở rộng diện tích phủ xanh ở Maroc, Madagascar và Haiti. Đảo Hispaniola, nơi rừng nguyên sinh từng chiếm 60% diện tích hòn đảo vào năm 2020, nhưng giờ đây chỉ còn 1%. Việc bảo vệ và khôi phục những vùng đất đa dạng sinh học cao sẽ góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu. Khi nhắc đến các giải pháp, chúng ta thường chỉ hay nghĩ đến cắt giảm lượng khí thải nhưng lại không nói về sự đa dạng sinh học. Liên Hợp Quốc cho biết thế giới cần phải khôi phục ít nhất 1 tỷ hecta đất suy thoái bằng diện tích của Trung Quốc trong thập niên tiếp theo. 1 tỷ hecta đất hoặc một triệu hecta đất thôi đã là một con số rất lớn. Vì thế, chúng tôi hoan nghênh mọi cam kết và hy vọng các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sẽ đóng góp vào mục tiêu này. Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên ước tính đã có khoảng 2 phần 3 động vật hoang dã trên thế giới đã biến mất trong 50 năm qua. Trong bối cảnh lo ngại về nhiệt độ trái đất gia tăng, một số nhà khoa học tin rằng vì trong một loại cỏ lau có tên là Miscanthus có thể giảm mức nhiệt lên đến 1 độ C, giống cỏ khổng lồ có thể phát triển cao hơn 3,5 mét. Với việc loại cỏ này thuộc nhóm thực vật lâu năm, sống trên 2 năm, Kết hợp với khả năng chuyển hóa khí CO2 vốn có, các nhà khoa học tin rằng cỏ Miscanthus khổng lồ có thể góp phần vào các giải pháp về khí hậu. Hai tiến sĩ Yu Fenghei và Xin Liang thuộc Đại học Maryland đã tiến hành nghiên cứu về loại thực vật này trong 5 năm qua. Tán lá lớn của cỏ Miscanthus có thể phản chiếu bức xạ mặt trời. Khả năng này giúp nó làm mát và tăng lượng mưa. Tiến sĩ Yu Fenghei cho biết thêm mức làm mát 0,5 đến 1 độ C, nghe có vẻ không nhiều. Nhưng vào năm 2050, nhiệt độ toàn cầu được dự báo sẽ tăng 1,5 độ C. Như vậy, mức làm mát của cỏ Miscanthus có thể chiếm 1 phần 3 hoặc thậm chí là một nửa. Theo nhóm nghiên cứu, cỏ Miscanthus còn có thể cải thiện năng suất cây trồng thông qua việc cải thiện khí hậu và môi trường trồng trọt. Tàu thám hiểm sao hỏa của NASA Perseverance đã quay được cảnh nhật thực của một trong hai mặt trăng của sao hỏa. Đây là lần quan sát nhật thực cho hình ảnh có độ chính xác chưa từng có từ bề mặt sao hỏa. Điều thú vị là hình ảnh hiếm có này là kết quả của một sự tình cờ. Đây là một sự kiện hiếm hoi trên bầu trời của hành tinh đỏ được ghi nhận vào đầu tháng 4. Với chu vi tối đa là 18,4 km. Mặt trăng Phobos không hoàn toàn che khuất mặt trời khi nó đi qua không giống như mặt trăng của chúng ta đối với perseverance khoảnh khắc tuyệt vời này có được là từ một sự phân tâm nhỏ trong cuộc hành trình gian khổ của nó trên đường đến một dùng đồng bằng khô cằn robot đã ngẩng đầu đúng lúc ngoài những hình ảnh tuyệt vời này sự kiện còn giúp nghiên cứu tác động của lực hấp dẫn của mặt trăng lên sao quả nằm trong chuỗi các hoạt động nhân đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm trị vì Vương quốc Anh của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, tu viện Westminster ở thủ đô Luân Đôn sẽ lần đầu tiên trong lịch sử cho phép du khách tham quan phần sân thượng của công trình này. Tu tham quan sân thượng tù viện sẽ bắt đầu vào mùa hè, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Mỗi chuyến tham quan sẽ có dài khoảng 90 phút, cho phép du khách nhìn cận cảnh kiến trúc Gothic của địa điểm này. Tại đây, du khách còn được nhìn ngắm London từ một góc nhìn mới. Giá vé cho một người sẽ là 70 bảng Anh. Nhiều nghệ sĩ thuộc dàn nhạc giao hưởng Kiev sau khi sơ tán đến Ba Lan đã tập hợp lại để tổ chức một chuyến lưu diễn vòng quanh châu Âu. Trong hai tuần qua, các nghệ sĩ và gia đình của họ đã diễn tập và chuẩn bị cho sự kiện ở thủ đô Warsaw. Dàn nhạc giao hưởng Kiev khởi động chuyến lưu diễn tại phòng hòa nhạc Warsaw Philharmonic. Các nghệ sĩ trình diễn tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng của Ukraine như Maxim Perezovsky và Boris Liatoshinsky. Những nghệ sĩ như chúng tôi có nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi khẳng định với thế giới rằng chúng tôi là người Ukraine. Chúng tôi có lịch sử và nền dân quá riêng. Nhiều khán giả đến theo dõi các màn trình diễn là những người tị nạn Ukraine. Trong đó có Elanura Timoshenko, một giáo viên âm nhạc đến từ Balaklia, gần Kharkov, miền đông Ukraine. Âm nhạc giúp củng cố tinh thần cho Ukraine với hy vọng chấm dứt chiến tranh dàn nhạc giao hưởng Kiev sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn tại thành phố Lodz của Ba Lan, một số thành phố nước Đức và dự kiến bổ sung thêm nhiều chặng dừng chân khác ở châu Âu. Tối qua 22 tháng 4, CNN trích thông báo của Liên đoàn Bơi lội Thế giới FINA cho biết tất cả các vận động viên và quan chức người Nga và Belarus sẽ không được mời tham gia bất kỳ sự kiện thi đấu nào của FINA từ nay đến hết năm 2022. FINA cấm Evgeny Rylov vận động viên Nga hai lần giành huy chương vàng Olympic, tham gia tất cả các hoạt động thi đấu và sự kiện của FINA và được FINA cấp phép trong thời gian 9 tháng kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2022. Nguyên nhân, vận động viên này đã tham gia một cuộc meeting do Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức tại sân vận động Luzhniki ở Moscow ngày 8 tháng 3 vừa qua. Rylov giành huy chương vàng nội dung 100 và 200 m tại Olympic Tokyo hồi năm ngoái. Anh đã rút khỏi giải vô địch thế giới tổ chức từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 tới. Liên đoàn bơi lội Nga và Belarus chưa có phản ứng về thông báo mới này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào lúc 18 giờ 30 phút trên cả hai kênh HTV9 và HTV7. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.